Đông Nhi nhảy sung trên sân khấu vũ hội ánh sáng kết hợp công nghệ 3D. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn fan hát nhảy theo nữ ca sĩ trong sự kiện âm nhạc và vũ hội ánh sáng tại thành phố Hồ Chí Minh tối mùng 9 tháng 11. Đông Nhi diện đầm screen lấp lánh đem đến nhiều tiết mục sôi động trong đêm nhạc vũ hội ánh sáng do Lazada tổ chức tại Dinh Độc Lập quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nhằm khởi động đại tiệc mua sắm lớn nhất năm diễn ra vào ngày 11 tháng 11. Người đẹp nhảy sung cùng với vũ đoàn bước nhảy trong Xin lỗi anh quá phiền, ca khúc vừa được cô cho ra mắt đầu tháng 11 nhân dịp 10 năm ca hát. Nhạc phẩm được đồng sáng tác bởi Đông Nhi và nhạc sĩ Đỗ Hiếu thuộc thể loại Latin, pop dance, pha âm thanh điện tử. Hàng nghìn fan gọi tên Đông Nhi cổ vũ ca sĩ nhiệt tình. Các chàng trai của nhóm Umi Nam khiến fan nhún nhảy theo khi trình diễn nhạc phẩm Simon. MC Quốc Bảo lịch lãm với vest trắng kết hợp áo thun, anh liên tục khuấy động sự kiện dẫn dắt nghệ sĩ tương tác với fan. Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn âm thanh ánh sáng độc đáo kết hợp công nghệ 3D. Hàng nghìn khán giả thích thú trước hiệu ứng ánh sáng lung linh liên tục thay đổi hình dạng và màu sắc. Chiêm ngưỡng những hình ảnh 3D biến hóa liên tục trên sân khấu, nhiều người tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc trình diễn đầy màu sắc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.